Tôi 20, cao 1m72 và nặng 53 cân, nghĩa là hơi gầy so với quy định. Tự nhận về bản thân á, một người thông minh và lãng mạn. À, ngoài ra thì có một cô bạn gái tuyệt vời. Biết nói thế nào nhỉ? Đó là cái mơ ước của tôi từ thời cấp 2. Đúng, tôi độc thân vui vẻ. Chính xác thì một ngày bình thường bắt đầu lúc 7 rưỡi sáng tại trường. Một tuần 5 buổi, mỗi buổi 6 tiết và 45 phút một tiết. 10 phút giải lao giữa giờ sẽ dành cho iPad. Tôi sẽ luôn có mặt tại lớp trước 7:10, ngồi tại vị trí thứ 6 của hàng ghế chính giữa lớp, phá đảo Phil Runner và tất cả các trò đang hot khác chỉ trong vòng một tuần. Mọi thứ đã lặp lại như vậy suốt 2 năm nay, và nếu bạn có bảo tôi dở người thì cũng chẳng sao cả. Mỗi người có một cách sống. Phần lớn thời gian chiều, tôi làm việc tại một cửa hàng bánh. Tôi được nhận bởi sự cẩn thận và tỉ mỉ ở một đứa con trai. Hoặc bởi vì tôi là thằng duy nhất nhận làm tất cả những ngày lễ Tết được cái hiệu bánh này. Những khi rảnh rỗi, tôi nghĩ chỉ tôi và nó là đủ. Mua sách đều đặn vào cuối tuần. Tôi tin sẽ có một ngày mình trở thành doanh nhân, hoặc là đi hát với lũ bạn. Có hơn 1.000 cái cớ để chúng nó kéo nhau đi hát. Nếu không, nhất định sẽ lại là cà phê một mình. Ngồi giữa đám đông ồn ào và tỏ ra bận rộn là một kịch bản không tồi. Tuyệt. Nhập vai hoàn hảo. Phương án cuối là dành cả buổi tối cho Dota. Tệ nhất, nó là phương án tôi chọn suốt 2/3 số buổi tối của tháng. Nhưng đến một thời điểm mà bạn biết đấy. Chào bạn, bạn dùng gì ạ? Vượt qua mọi quy tắc và logic, nói một cách rất sến thì tiếng sét ái tình bất ngờ giáng xuống. Thay vì tỏ ra sợ hãi, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho việc này từ rất lâu. Tất nhiên là tôi đủ thông minh để lấy được số điện thoại của cô ấy. Ấy, chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ. Mọi chuyện có lẽ đã thay đổi kể từ khi Ly xuất hiện. Chúng tôi thậm chí đã đi hát suốt 5 tiếng đồng hồ. Thanh nghịch đủ trò mỗi ngày. Có vẻ như nói chuyện với một ai đó là điều thú vị nhất mà lâu nay tôi không biết.
Nếu bạn đã từng nghe về quy luật điểm rơi trong kinh doanh, chẳng khó hiểu vì sao Valentine là dịp tốt nhất để tỏ tình. Đến ngay cả nó cũng hiểu điều đó. Ly rất hồi hộp khi tôi nói sẽ có điều bất ngờ dành tặng cô ấy. Bạn biết đấy, đôi khi thì những điều ngọt ngào nhất lại không đến vào những thời điểm mà chúng ta mong muốn. Kiểu như bạn tin chắc là A thì nó lại thành B vậy. Nhưng tôi cho rằng mọi thứ cũng không đến nỗi quá tồi tệ. Tôi vẫn đi học đầy đủ. Chẳng có gì quan trọng bằng việc cố gắng cho tương lai của mình cả. Nó vẫn là niềm vui lớn nhất. Tôi cũng tiếp tục nhận đi làm vào những ngày lễ Tết. Dù sao thì hiệu bánh vẫn làm công việc khá thú vị. Nhưng cũng có những điều đã thay đổi. Ít nhất thì tôi nghĩ rằng mình sẽ ổn. Phải, sẽ rất rất ổn. Cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện, tôi nhận ra một chân lý khá đơn giản. Rằng hãy cứ sống cách thật tuyệt vời, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Valentine của riêng bạn cũng chẳng nhất thiết phải là ngày 14 đâu. Do you hear that love? Do you hear that love? Do you hear